Người đâu? Dạ. Lột bỏ mỏ quàng của hắn, cởi bỏ áo bào. Dạ. Bà đại nhân, ông. Trần Thế Mỹ, ngươi đội ơn trời, thi đậu Trạng Nguyên, thì nên quang tông diệu tổ, cả nhà đoàn tụ. Vậy mà ngươi lại ham mê vinh hoa phú quý, bỏ rơi thê tử Tào Khang, mạo danh người khác, ở rễ hoàng thất, đánh mất nhân tính, sát hại vợ con. Đối với hạng bác tình phụ nghĩa, dông ân bội nghĩa như ngươi, nếu để cho ngươi thoát tội tiêu diêu bên ngoài, thử hỏi thì còn thiên lý quốc pháp nữa hay không chứ? Bây giờ đã thiên lý hiện rõ, nhân quả báo ứng lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát. Bổn phụ chiêu theo luật lệ đại tông, xử ngươi hình phạt chém đầu. Người đâu? Dạ. Dạ. Chuẩn bị lông đầu đao. Dạ. Bà đại nhân, bà đại nhân khai ân. Bà đại nhân. Bà đại nhân khai ân. Không. Thái hậu giá lâm. Thái hậu cứu bạn, công chúa cứu bạn. Thái hậu cứu bạn. Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Bao chỉnh. Khải bẩm thái hậu, trên công đường có quy tắc của triều đình, hiện giờ còn có hình đao ngự ban của hoàng thượng ở đây, tha tội bao chỉnh không thể đại lễ bái kiến. Ai gia không phải đến để nhận đại lễ của ngươi. Ai gia muốn hỏi, thật ra ngươi định làm gì? Hồi thái hậu, bao chỉnh đang thăng đường xử án, hành hình theo quốc pháp. Điều ai gia muốn hỏi là tại sao ngươi lột mão cởi bào của phò mã để dùng đại hình? Hồi thái hậu, Trần Thế Mỹ chính là tội phạm bao chỉnh xét xử và hành hình. To gan. Phò mã là hoàng thân quốc thích, ngươi không có quyền xét xử. Thái hậu, hiện giờ có lông đầu đao ngự ban của hoàng thượng ở đây. Ai gia đã xin hoàng thượng hạ chỉ đặc xá rồi, lát nữa thánh chỉ sẽ đến đây. Hiện giờ bao chỉnh vẫn chưa nhận được thánh chỉ. Thánh chỉ chưa đến, ai gia không thể hạ chỉ thả người sao? Thái hậu, luật pháp triều đình đại tông ta nói rõ, hậu cung không thể can chinh. Bao chỉnh, người đâu? Dạ. Cướp người. Dạ. Triệu hậu vệ. Có tôi hả? Trên công đường nếu như có người dám cướp phạm nhân, giết ngay tại chỗ. Giỏi cho bao chỉnh. Nếu hôm nay ngươi dám xử tử phò mã, ai gia sẽ buộc ngươi từ quan, hối hận suốt đời. Thái hậu. Mời thái hậu xem bốn chữ: công chính liêm minh. Không phải là văn chương trưng bày trước cửa để làm cho ra vẻ. Hoàng ân phủ doãn phủ khai phong, còn do hoàng thượng ngự ban, triều đình phó thác, ba tên gửi gắm, quốc pháp gửi gắm, làm sao có thể vì một Trần Thế Mỹ mà thay đổi được? Hôm nay thái hậu lại vì hắn muốn bao chỉnh phải từ quan. Thái hậu, đừng nói là ô sa trên đầu, hôm nay bao chỉnh dù sao cũng phải đem Trần Thế Mỹ ra xét xử hành hình. Người đâu? Dạ. Dạ. Khai đao. Dạ. Dạ. Thái hậu cứu bạn, công chúa cứu bạn. Thái hậu cứu bạn. Công chúa của bạn, thái hậu của bạn.
Bao chứng, thánh chỉ đã đến, chẳng lẽ ngươi còn dám to gan làm càn, ngay cả thánh chỉ cũng không đếm xỉa sao? Đóng cửa lại. Bao chứng.